chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ không có nấu ăn mà mình sẽ làm clip ngắn ngắn, sẽ chia sẻ tới mọi người cách mà mình trồng cây ốc cá ở trong nhà và cách mình sẽ bỏ cây ốc cá xuống dưới đất như thế nào cho cái cây nó sẽ phát triển tốt. Thì mời mọi người cùng làm với mình nhé. Và đây là cây rau diếp cá mà mình đã trồng được hơn 5 tháng rưỡi, 6 tháng gì đó. Cây rau diếp cá này mình mua một cái bó diếp cá về, mình ăn lá, mình chừa cái cọng và ngâm cái cọng vào trong nước khoảng một tuần lễ sau khi mà nó ra rễ thì mình sẽ cho vào trong chậu mình trồng. Mới đầu thì nó chỉ sống có một cái thân cây thôi à, tại vì diếp cá ở đây người ta bán, người ta để vào trong tủ lạnh đó, cho nên là cái thân cây và cái rễ nó cũng rất là yếu. Nhưng mà khi mà nó lên, nó đã phát triển thì nó đã đâm chồi, bây giờ nó được ba cái thân cây như vậy nè. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị đem nó ra ngoài đất cho nó được sống với môi trường tự nhiên. Dắp cá, quý vị biết không, trời ơi dắp cá ở Canada nó quý lắm, đi mua không một đồng có mấy cọng à, mà cái này nó khó cây giống lắm, cho nên là hôm nay trồng được cái này bà xã mình mừng lắm. Quên một năm rồi nó ở trong nhà nè, đầu mùa xuân nó mọc ra cái lá nè, nó giống như con cưng vậy đó. Cho nên là bây giờ đặt xuống đây mà hy vọng là sang năm, nhiều người nói cái này là từ động cái bộ rễ nó ra và là sang năm nó sẽ mọc ra giống như rau húng mình bên này à, mỗi năm nó tự động nó lên, mùa đông ở chỗ này tiết lên cả 2 thước mà xanh quanh đây là lạnh âm 20 độ, nhưng mà rồi á mùa đông mùa xuân tới ấm áp cái bộ rễ nó mọc lên lại và cái rau húng này sẽ cho mình lá tiếp ăn tiếp tục. Bữa nay bây giờ bữa nó lên đây là tới đầu gối luôn á. Và cây này cũng vậy, bây giờ mình sẽ đào một cái lỗ để mình đặt nó xuống nha. Ok, bây giờ mình đã đào một cái lỗ rồi không, mình đặt xuống cái này thử rồi. Ok, được rồi, tại vì cái đất này nó là xốp sẵn, mình làm sẵn hết rồi cho nên vừa đủ cái lỗ này là được. Vậy nè, thấy chưa đó, mình phải gõ, cố gắng gõ nha. Đó, gõ nhẹ ra. Ồ, thấy chưa, bây giờ cái này đất này dễ bể lắm đó, nó được mấy cái dễ này. Nhưng mà mấy cái rễ này rất là quan trọng. Mấy cái rễ này là lên, mỗi cái rễ này á, là lên mỗi cái lá. Nó sẽ mọc lên những cái lá đó, nó sẽ đi ra nữa và nó lên lá đấy. Đấy, thấy không? Giống như một cái đòn bánh. Cái rễ nó mạnh quá nè. Đặt xuống à, vừa đúng không? Quá chuẩn luôn, từ từ. Để cho nó qua bên này một chút coi. Trồng sao mà chết là bị ăn đòn thiệt á. Ok, nhưng mà thứ chủ nhật nó còn 2 độ, không biết nó sống không. Mùa đông nữa sao rồi hoàn tất. Đây là cây rau diếp cá, là loại cây thích ánh nắng và cái rễ cây ăn sâu vào ruộng đất, cho nên là cây gắp cá sẽ sống lại sau mùa đông. Cây này thì ăn rất là tốt cho sức khỏe và có rất là nhiều tác dụng trong đông y. Thì mình chúc các bạn thành công và cũng sẽ có được những cây rau gắp cá tươi tốt gia đình của mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới. Chào tạm biệt, bye bye. Xanh lên.